xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết lộ trình cái chết của Trần Đại Quang liên quan đến biển Đông và núi Pháo. Bài viết được đăng trên trang Facebook Trần Hùng. Vậy là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam là Trần Đại Quang đã đi chầu Diêm Vương. Sau đây xin được trích lại lộ trình xuống mồ của chùm cộng sản này để thấy sinh mạng của chóp bu cộng sản Việt Nam hoàn toàn là do Hoa Nam định đoạt. Một, trước khi đặt chân đến Hà Nội vào ngày 18 tháng 6 năm 2017 tên tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng đã đến Tây Ban Nha, sau đó là bay thẳng tới Hà Nội để gọi là tổ chức giao lưu quốc phòng biên giới. Tại Hà Nội, khi diện kiến Trần Đại Quang, Phạm Trường Long đã ngang ngược tuyên bố Biển Đông là của Trung Cộng từ thời cổ đại. Sau đó, hắn ta ra lệnh Cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ hoạt động do tìm dầu khí tại các lô 118 ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi và lô 136 trên 3, Đông Nam Vũng Tàu 200 hải lý bị quang khắc từ Phạm Trường Long xô ghế bỏ về nước. Không lâu sau đó, vào tầm cuối tháng 7 năm 2017, hai cho bưu Cộng sản Việt Nam là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trúng độc, phải sang Nhật cấp cứu. Trong lúc Quang và Huynh mất tích thì ngày 27 tháng 7 năm 2017, phía công ty khai thác dầu Ripson của Tây Ban Nha xác nhận chính thức là đã ngừng việc khoan dầu ở một số khu vực ngoài khơi phía Việt Nam. Như vậy, việc đầu độc Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh đã rõ, và thủ phạm là ai cũng đã rõ. Chính là bọn Hoa Nam đang hỗ trợ cho Nguyễn Phú Trọng thông qua sự tiếp tay của tên Tô Lâm, vì Tô Lâm cay cú Trần Đại Quang, vụ việc từ chối phong hàm đại tướng cho hắn ta, và những toan tính, oán cửu khác nữa. Có thể Trần Đại Quang đã được một thế lực ngầm nào đó báo tin đang bị đầu độc nên đã nhanh chân thoát ra khỏi vùng nguy hiểm sớm hơn Đinh Thế Huynh một bước. Vì vậy, mức độ nhiễm độc của ông Quang thấp hơn ông Huynh, nên sau khi được nhật cấp cứu, Quang đã tái xuất giang hồ, còn Huynh thì bật vô âm tín cho đến nay. Hai, cách đây đúng 6 ngày, tức là vào ngày 15 tháng 9 năm 2018, Trần Đại Quang vẫn còn nói năng mạch lạc khi chủ trì phiên họp thứ 6 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương tại Hà Nội. Cũng cách đây đúng 5 ngày, tức là vào ngày 16 tháng 9 năm 2018 tại Sài Gòn, Ngoại trưởng Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc cùng với Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam đã gặp nhau và kết quả là Việt Nam lên tiếng ủng hộ hợp tác trên biển. Theo luật pháp quốc tế, sau khi Trung Cộng đề nghị hai bên cùng khai thác để giải quyết các vấn đề tranh chấp Biển Đông, Ngày hôm qua 20 tháng 9 năm 2018, tức là sau 4 ngày diễn ra cuộc gặp mặt giữa Vương Nghị với Phạm Bình Minh tại Sài Gòn, thì phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng, Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có hợp tác về biển sau khi phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Cộng sản Việt Nam đồng thuận đề nghị của Vương Nghị về việc Việt Trung cùng khai thác biển thì một ngày sau, vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tạ thế ở tuổi 61, dù cách đây 6 ngày vẫn ngon lành chủ trì phiên họp thứ 6 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Rõ ràng cái chết đột ngột của Trần Đại Quang một lần nữa có bóng dáng của Biển Đông, bởi sau khi tái xuất giang hồ, Tôi nhớ không nhầm là đã ba lần Trần Đại Quang lấy Biển Đông ra chọc giận Tập Cận Bình. Lần thứ nhất khi hội kiến với Donald Trump tại Hà Nội, vấn đề Biển Đông đã được nêu ra. Lần thứ hai là từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 3 năm 2018, Trần Đại Quang đã đến Ấn Độ và ra tuyên bố chung, trong đó có nội dung hợp tác duy trì tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Đặc biệt là Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên đất liền và tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đề nghị các doanh nghiệp Ấn Độ tích cực nghiên cứu sớm có đề xuất về những lô dầu khí phía Việt Nam đã giới thiệu. Lần thứ ba là ngày 29 tháng 5 năm 2018, Trần Đại Quang đi Nhật và hiện nay tàu ngầm, tàu chiến của Nhật đã có mặt ở Biển Đông. Dự đoán sau cái chết của Trần Đại Quang thì sẽ có biến động lớn tại dự án khai thác và chế biến khoáng sản nối pháo. Tỉnh Thái Nguyên của đại gia Ma San do Nguyễn Đăng Quang làm chủ, dưới sự quản lý hành chính của em trai Trần Đại Quang là Trần Quốc Tỏ, bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Chỉ dấu biến động tại Ma San đã diễn ra trước khi Trần Đại Quang chết. Đó là cách đây 9 ngày, vào ngày 12 tháng 9 năm 2018, Ma San Group muốn bán hết số cổ phiếu quỹ trị giá gần 11.000 tỷ đồng. Tại sao Trần Đại Quang chết sẽ có biến động tại dự án khai thác và chế biến khoáng sản núi pháo tỉnh Thái Nguyên? Tại vì núi pháo đã và đang cung cấp các sản phẩm công nghiệp, chế biến sâu so von Fram lớn nhất ngoài Trung Cộng. Ngay tại núi pháo lại có sự góp vốn của công ty Mỹ, đó là Mao Capital Management LP, một tập đoàn vốn tư nhân của Hoa Kỳ, đã bỏ ra 100 triệu đô la vào tháng 1 năm 2011 để nắm 20% của Masan Resort, là công ty con của Masan Group Hiện đang phát triển dự án mỏ núi Pháo. Núi Pháo sẽ bị Trung Cộng thôn tính để đối phó với Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung vì vonfram là nhu cầu cao của các tập đoàn công nghệ. Tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của Mỹ, hàng năm sản lượng vonfram của Mỹ buộc phải nhập từ Trung Quốc lên đến 40%. Trung Cộng chiếm 70% sản lượng vonfram toàn cầu. Nga cũng là nước cung cấp vonfram cho Mỹ, nhưng cả Nga và Trung Cộng đều là kẻ thù của Mỹ. Chiếm núi Pháo, các nguồn vonfram cũng là một mưu đồ của Trung Cộng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ai sẽ được hưởng lợi sau cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang? Bài viết của tác giả Hương Khê Đột nhiên Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời Cùng với đó là sự vắng mặt đầy bí ẩn của nhân vật thứ năm trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí Thư cũng đã gây nên nhiều câu hỏi trong dư luận Mãi cho tới ngày 1 tháng 8 năm 2017, báo chí lề phải mới hé lộ đưa tin trong thời gian Đinh Thế Huynh đi dưỡng bệnh, ông Trần Quốc Vượng tham gia thường trực ban bí thư thay Đinh Thế Huynh. Trong truyền thống lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cứ mỗi khi có vấn đề tế nhị, có nguy cơ đe dọa đến cái ghế của các vị lãnh đạo chóc bu, Đảng ta thường cho ai đó mắc phải những căn bệnh lạ để rồi sau đó những đồng chí này được ra đi một cách êm ái, đúng quy trình, với những vòng hoa thăm viếng được khi những lời trang trọng là vô cùng thương tiếc. Cái chết đầy bí ẩn của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt vào năm 2008 mà dư luận nghi ngờ là do bị đầu độc. Vì sau khi đã nghỉ hưu, ông Kiệt thường trả lời phỏng vấn và viết bài phê phán lãnh đạo. Ông Kiệt phê phán rất nặng nề quy hoạch tại thành phố Hà Nội mà ông cho rằng chỉ làm mập thêm cho bọn tham nhũng. Đặc biệt là ông Kiệt nêu lên nhu cầu hòa hợp dân tộc giữa những người Việt Nam từng ở hai bên chiến tuyến. Điều này đã làm mếch lòng giới bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế ông Kiệt đã phải ra đi. Tháng 2 năm 2014, một vị thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ là Phạm Quý Ngọ cũng bỗng nhiên bị nhiễm bệnh và sau đó cũng ra đi. Bởi vì tại phiên tòa ngày 7 tháng 1 năm 2014, Dương Trí Dũng đã khai người báo tin cho mình đi trốn là thượng tướng Phạm Quý Ngọ và đã hối lộ cho ông Ngọ hơn 500.000 đô. 3 tháng sau khi ông Ngọ chết vì ung thư gan, vào tháng 5 năm 2014, Nguyễn Bá Thanh, một con người từng chọc trời khuấy nước trên sông Hàn, được điều ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính trung ương để diệt tham nhũng. Với những câu tuyên bố hùng hồn, bắt hết, nhốt hết, cũng bất ngờ bị bệnh ung thư do nhiễm phóng xạ. Mặc dù ông Thanh đi hết Singapore rồi sang Mỹ chữa trị, nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi một cách êm ái vào đầu năm 2015. Nguyễn Bá Thanh chỉ quen bơi trên sông Hàn, nhưng khi ra sông Hồng thì không trụ được với nhóm Cộng sản Bắc Hà. Trở lại với căn bệnh lạ của Trần Đại Quang mắc phải khi còn tại thế, có liên quan gì đến cái ghế của giới lãnh đạo Chóp Bu Hà Nội hiện nay? Sau khi loại được đồng chí Ba Dũng tại Đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng, người đã đến cái tuổi thất thập cổ La Hy, nhưng vì sự ổn định của đảng, nên ông đành miễn cưỡng ở lại làm tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam với lời hứa sẽ gánh vác nửa nhiệm kỳ những nhân vật có triển vọng ngấp nghé chiếc ghế tổng bí thư một khi ông trọng nghỉ là trần đại quang và đinh thế huynh vì truyền thống của đảng cộng sản việt nam người thay thế chức tổng bí thư phải ở trong tứ trụ hoặc là thường trực ban bí thư như ông nguyễn văn linh năm 1986 và lê khả phiêu năm 1997 sau khi làm tổng bí thư nhiệm kỳ 2, ông trọng chẳng những nắm ghế bí thư quân ủy trung ương như trước mà còn nhảy vào làm thường vụ đảng ủy công an trung ương để tăng cường quyền lãnh đạo đảng cộng sản ở thời kỳ mới thực chất là muốn lũng đoạn hai bộ này theo ý của ông ta. Trong số 19 ủy viên Bộ Chính trị của Đại hội 12, số người gốc Nam Định chiếm 4 là Đinh La Thăng, hiện nay đang ở tù. Đinh Thế Huynh hiện nay đã bị cho nghỉ vì bệnh tình. Phạm Bình Minh và Trần Đại Quang thì cũng đã tạ thế. Ông Quang tuy là người Ninh Bình nhưng vốn là gốc Nam Định, nhóm người này từ lâu đã là cái gai trong mắt Nguyễn Phú Trọng. Vì khi họ đoàn kết lại sẽ có tiếng nói rất quan trọng trong Bộ Chính trị vì thế sau khi loại trừ được đinh la thăng ra khỏi bộ chính trị đinh la thăng đinh thế huynh thì đang nằm khắc khoải và đến lượt trần đại quang cuối cùng cũng đã tạ thế chỉ còn có phạm bình minh thì chẳng làm nên cơm cháo gì vậy là nhân vật đang mong chờ thay thế ông trọng một khi ông rời chức tổng bí thư nửa nhiệm kỳ theo lời hứa này đã ngã ngựa điều đó có nghĩa là ông trọng còn phải cố gắng làm hết nhiệm kỳ này vì không còn ai đủ bản lĩnh thay ông lúc này Bên cạnh đó, khi hết nhiệm kỳ này, đến đại hội 13, nhân vật nào có thể thay thế ông Trọng làm tổng bí thư nếu không phải là Nguyễn Xuân Phúc? Vì cũng theo truyền thống của đảng, nhân vật lên tổng bí thư phải là trong tứ trụ hoặc là thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng, vừa mới mon men thay Đinh Thế Huynh nên chưa đủ tầm. Còn bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì chưa có tiền lệ phụ nữ làm tổng bí thư. Với hai nhân vật cụm cán gốc Nam Định bị loại trừ, đã có hai người được hưởng lợi là Nguyễn Phú Trọng cứ yên tâm rung đùi ngồi hết nhiệm kỳ này và Nguyễn Xuân Phúc là nhân vật sáng giá nhất cho chức tổng bí thư nhiệm kỳ tới. Vậy là cả hai ngư ông đều đắc lợi. Cũng cần phải nói thêm về ông Thủ tướng CLMV và Ma này. Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Ba Thanh cùng là người Quảng Nam Đà Nẵng. Hai người đều là yếu tố miền Trung theo truyền thống phân chia quyền lực theo vùng miền. Dư luận cho rằng nếu Nguyễn Bá Thanh không nửa đường đất gánh thì cái ghế thủ tướng hiện nay chắc gì đã lọt vào tay Nguyễn Xuân Phúc. Vì so sánh uy tín và năng lực thì Phúc Niển phải gọi Nguyễn Bá Thanh bằng thầy. Do đó, với cái chết của Nguyễn Bá Thanh, dư luận cũng ồn ào, biết đâu bàn tay Phúc Niển có nhúng chàm trong vụ này. Nhà báo Huy Đức, con người được cho là có biệt tài tiên tri và đánh đâu thắng đó trong chính trường Việt Nam. Ví dụ như trước đại hội 12, Huy Đức tập trung đánh Ba Dũng, kết quả là Ba Dũng rớt đài. Sau đó, Huy Đức tấn công dồn dập Đinh La Thăng. Cuối cùng, Đinh La Thăng thành La Giáng, mất ghế ủy viên Bộ Chính trị. Ngày 30 tháng 7 năm 2017, trong khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm còn trả lời báo chí rằng ông không nắm được tin tức gì về Trịnh Xuân Thanh, thì cũng trong ngày 30 tháng 7, trên trang cá nhân của mình Huy Đức viết Trịnh Xuân Thanh về rồi, sao báo chí còn im lặng thế nhỉ? Thế là ngày hôm sau, 31 tháng 7, đồng loạt báo chí lệ đảng đưa tin Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Ngày 1 tháng 8, Huy Đức viết, cuối cùng thì vẫn phải bắt chẩm B, thì y như rằng hôm sau chẩm B bị bắt. Hôm mùng 10 tháng 8, Huy Đức viết, Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25 tháng 7 năm 2017, thì sự vắng mặt của ông trong nước suốt hơn 2 tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán. Và tiếp đó, ông đòi công khai về tình hình sức khỏe bệnh tình của Trần Đại Quang, thì đột nhiên ngày 21 tháng 9 Trần Đại Quang qua đời. Theo những kết quả của những gì Huy Đức lên tiếng trước đây thì lần này nhiều người tin rằng Huy Đức cũng đúng, sức khỏe của Trần Đại Quang có vấn đề thật. Tóm lại, với việc ai mất ai còn trong giới lãnh đạo thì truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam xưa nay vẫn quy tụ trong ba đặc điểm sau đây. Một là đấu đá đâm chém tán xé nội bộ dưới nhiều hình thức để tranh giành quyền lực. Rất nhiều đồng chí của họ đã là nạn nhân của những cuộc thanh trừng này. Hai là quỷ gối không lưng, quy phục tọc cửa cứ mỗi lần trước các kỳ đại hội, thế nào cũng có đại diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm hữu nghị. Thực chất là duyệt nhân sự. Nhân vật nào không lọt vào mắt xanh của Tàu thì dứt khoát sẽ bị loại. Sau hội nghị thành đô 1990, ông Nguyễn Cơ Thạch bị Trung Quốc ép Đảng Cộng sản Việt Nam phải loại ra khỏi chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và khi ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí Thư thì ông Phạm Bình Minh cũng bị loại khỏi chức vụ này vì Trung Quốc không đồng ý. Gần đây nhất là tàu khoan thăm dò Ripson của Tây Ban Nha khi đang khoan thăm dò trong vùng lãnh hải nước ta theo hợp đồng giữa hai nhà nước Việt Nam và Tây Ban Nha vừa mới phát hiện ra một nguồn dầu khí có trữ lượng rất lớn khi tàu khựa mới chỉ ho một tiếng. Vậy là cha con vội vàng có lệnh cho tàu khoan Ripson dừng khoan thăm dò. Ba là quyết đối đầu với nhân dân, coi những người đấu tranh dân chủ là thế lực thù địch thể hiện qua việc tăng cường đàn áp bắt bớ và xử tù những bản án thật nặng đối với những ai bất đồng chính kiến hoặc là đấu tranh đòi tự do dân chủ đòi quyền con người có tư tưởng chống tàu hoặc hoạt động bảo vệ môi trường họ còn dùng nhiều thủ đoạn chấn áp và đánh đập tàn nhẫn người dân tham gia biểu tình chống tàu hoặc là chống formosa tuy mang cái áo đài loan nhưng ruột là của tàu